hại này. Và thưa dân biểu Hubert Võ, bây giờ chúng ta đi qua một cái vấn đề khác mà trong đó dân biểu Hubert Võ là một trong những người đã đóng góp nhiều. Chúng tôi muốn nói đến cái vấn đề đài tưởng niệm các cựu chiến sĩ Việt Mỹ ở trong cái cuộc chiến Việt Nam vừa rồi mà dự định sẽ được xây ở một cái miếng đất ở bên hông của tòa nhà Quốc hội. Dạ, tại ngay công viên của ngay Quốc hội. Ngay công viên của Quốc hội. Dạ. Thì trong những ngày vừa qua thì chúng tôi có được một số những thân hữu cũng như một số các vị lãnh đạo trong các hội đoàn, quân đội cũng như dân sự ở đây cho biết là có một cái buổi nói chuyện cũng ở trên đài SCN TV này về vấn đề cái tượng đài đó. Thì xin dân biểu Hubert Võ có thể nói rõ hơn cho đồng bào biết về cái nguyên nhân nào có được cái tượng đài đó. Tượng đài đó do ai đứng ra khởi xướng và đã được dân biểu Hubert Võ cũng như Quốc hội tiểu bang đã yểm trợ như thế nào? Dạ, yeah. Thưa anh Tiến, thì lúc mà cái khóa đầu tiên mà Hubert Võ vô trong Quốc hội tiểu bang Texas, cái đó là năm 2005, thì trong cái năm 2005 thì Quốc hội một số người cựu chiến binh Mỹ đi đánh giặc Việt Nam đã về và vô Quốc hội xin nên có một cái tượng đài chiến sĩ của những người chiến sĩ Mỹ để đánh trận Việt Nam. Thì họ xin những vị dân biểu làm cái luật đó để cho họ xây được một cái tượng đài và đặt ngay tại trong công viên của Quốc hội tiểu bang Texas ở dưới Austin. Thì Hubert Võ cùng với một hai vị dân biểu khác đồng tác giả với nhau ra cái luật đó và đã ban được, thông qua được Quốc hội năm 2005. Thì Quốc hội đã đồng ý lựa cho một miếng đất, một cái chỗ công viên trong ngay trong cái công viên của Quốc hội tiểu bang Texas để đó dành riêng ra để xây cái đài tưởng niệm cho những người để tưởng nhớ những người lính và cái trận giặc của người Việt Nam. Thì trong cái mô hình đó thì chúng ta biết rằng sẽ có một người lính Việt Nam trong cái mô hình đó, thì chúng ta đã thông qua, nhưng mà đã từ năm 2005 tới nay là năm 2012 tới nay, vì cái chưa có được cái ngân quỹ chưa được đầy đủ, thành ra cái tượng đài chưa được thành hình. Nhưng mà khóa vừa rồi năm 2011, mặc dù đã dành cái phần đất đó trong công viên của Quốc hội, nhưng mà những cựu chiến binh đó đã không gây được cái quỹ để mà vận động để xây được. Thành ra Quốc hội thấy như vậy, họ mới vô lại Quốc hội, họ xin tiền để mà xây cái tượng đài đó. Thì Quốc hội đã đồng ý cho họ 500.000 đồng để đóng góp vô cho xây trong cái tượng đài đó. Theo Hubert Võ hiểu rằng đó, cái tượng đài đó, tượng đài chiến sĩ trong trận giặc Việt Nam đó sẽ tốn khoảng 1 triệu đồng, khoảng trên dưới 1 triệu đồng. Thì hiện nay Quốc hội đã cho 500.000, thì họ đã đồng ý sẽ gây quỹ thêm 500.000 nữa để làm được cái mô hình đó. Dạ thưa anh, thì Hubert Võ cũng đã nói với họ là Hubert Võ sẽ về với cộng đồng Việt Nam tại tiểu bang Texas và xin cộng đồng Việt Nam sẽ đóng góp vô trong cái công cuộc xây cái tượng đài đó. Thì trong những cái ngày sắp tới đây, Hubert Võ sẽ cùng với tất cả các đồng hương ở đây đóng góp một tay để chúng ta có một cái buổi mà gây quỹ để đóng góp vô trong cái tượng đài chiến sĩ trận chiến Việt Nam cho tất cả những quân lính đã đánh cái trận giặc Việt Nam. Và chúng ta cũng nhớ rằng cái đó là sẽ để lại tại trong công viên của Quốc hội. Dạ thưa anh. Thưa dân biểu Hubert Võ, có một câu hỏi của một số các đồng hương cũng như các anh em cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa là trong tượng đài đó có một tượng của một người lính Việt Nam. Thì khi mà làm cái mô hình đó, cái bức tượng đó, thì cái người họa sĩ có hỏi ý kiến của dân biểu Hubert Võ hay là các cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa để đóng góp ý kiến trong cái bức tượng của người lính Việt Nam đó hay không? Dạ thưa anh, thì Hubert Võ thấy rằng trong cái tượng đó đó thì có một người lính Việt Nam. Thì trong cái mô hình mà họ tạc ra, cái ông họa sĩ đã tạc ra cái mô hình đó, thì cái khuôn mặt của người Việt Nam nó không có giống cái nét của một người Việt Nam lắm. Thành ra Hubert Võ có đề nghị với ông họa sĩ và cái ban đó thì đã đề nghị là khi nào mà chúng ta
chuẩn bị mà xây ra thành cái tượng đó thì Hiệp Mục Võ sẽ đề nghị dùng một cái người họa sĩ của người Việt Nam để mà đóng góp vô trong cái khuôn mặt cũng như cái vẻ của nét mặt của người Việt, tượng trưng cho người Việt của chúng ta, cho nó rất là chân thật. Như vậy có nghĩa là cái mô hình mà đã được đưa ra trưng bày trong những ngày vừa qua thì chúng ta vẫn còn những cái sự sửa đổi để cho nó thích hợp với chân dung, cái hình dáng của người cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, có đúng không? Dạ, thưa anh Tiến. Và trên cái mô hình đó nữa thì chúng ta có thấy là trên mô hình nó có hình có hai con rồng, thì cái con rồng thì có một số đồng hương tại Austin đã thấy hai con rồng đó thì họ yêu cầu sửa đổi con rồng đó, nó giống theo cái con rồng của hình thù của người Việt của chúng ta hơn. Thành ra có những cái chi tiết nhỏ nhỏ sẽ được sửa đổi trước khi mà chúng ta tạc thành một cái tượng. Và trước khi mà tạc thành cái tượng đó thì Hiệp Mục Võ sẽ về hỏi lại ý kiến của quý đồng hương cũng như các vị nghệ sĩ họa sĩ của Việt Nam của chúng ta để làm cái đó nó phản ảnh đúng theo cái nền văn hóa của người Việt Nam và cũng như cái hình thù của người lính Việt Nam sẽ nó có đặc chất của cái người Việt Nam hơn. Dạ thưa anh. Dạ, cảm ơn dân biểu Hiệp Mục Võ. Như vậy thì từ bây giờ cho đến lúc mà quyên đủ số tiền cần có để mà có thể hoàn thành cái tượng đài kỷ niệm đó thì Quốc hội có ấn định cho cái ủy ban xây dựng tượng đài đó là thời gian là bao lâu không? Dạ thưa không anh, trong cái việc mà xây dựng tượng đài này thì không có ấn định một cái thời gian là bao lâu hết. Thành ra nó cũng rất là dễ dãi, tại vì cái ngay chỗ công viên đó, ngay tại địa điểm đó đã dành riêng cho cái tượng đài đó. Thành ra cái này là do luật của tiểu bang làm ra, thành ra cái nó là thành một cái luật rồi, thành ra cái luật nó sẽ ở đâu vĩnh viễn. Dạ thưa anh. Thưa dân biểu Hiệp Mục Võ, trong cái ủy ban để mà phụ trách cái vấn đề xây dựng tượng đài đó, có một người Việt Nam nào được đề cử vào trong cái ủy ban đó để làm việc chung với những người Mỹ hay không? Dạ thưa anh Tiến, thì Quốc hội cũng đã rất là yêu mến Hiệp Mục Võ và đã đề cử Hiệp Mục Võ là một trong cái committee, trong những members trong cái committee đó. Dạ thưa anh. Yeah. Thì Hiệp Mục Võ đã ngồi trong cái committee từ lúc đầu, từ lúc mà cái luật đó mới đưa ra tới bây giờ vẫn còn trong đó. Dạ thưa anh. Dạ thưa dân biểu Hiệp Mục Võ, như vậy thì cho đến giờ phút này cái số tiền mà ủy ban xây dựng tượng đài đó đã quyên góp được bao nhiêu và Quốc hội đã cho năm thêm 500 ngàn vô đó? Dạ thưa anh, thì theo cái sự tốn kém đó là khoảng 1 triệu, nhưng mà trong cái lúc mà họ người Mỹ không họ đi gom góp với lại những cái cựu quân nhân trong cái trận chiến Việt Nam cũng như cái những cựu quân nhân khác thì họ gây quỹ được khoảng 200 ngàn và Quốc hội cho 500 ngàn, thì khoảng 700 ngàn, thì họ còn khoảng 300 mấy 400 ngàn nữa. Thành ra Hiệp Mục Võ nghĩ rằng thưa với quý đồng hương là chúng ta cũng nên đóng góp một phần nào để mà gây cái đó trong cái trong cái việc xây dựng tượng đài đó trong tương lai, vì cái đó là một cái lịch sử mà chúng ta để đời tại tiểu bang Texas. Thưa dân biểu Hiệp Mục Võ, là trong cái buổi nói chuyện của một số quý vị trong cái hôm cách đây vài hôm thì có nói cái vấn đề là còn thiếu 300 ngàn, cần sự đóng góp của tất cả mọi người mà trong đó có người Việt Nam mình. Thì cái vấn đề đóng góp đó có được phổ biến rộng rãi ở các tiểu bang, các thành phố trong tiểu bang Texas mình hay không? Dạ thưa anh, thì Hiệp Mục Võ đã kêu gọi tất cả những thành phố, thì thành phố nào cũng biết, nhưng mà nếu như mà không có một người nào mà đứng ra lãnh đạo để mà đóng góp để làm việc gây quỹ đó thì chúng ta sẽ không được thành công. Thành ra Hiệp Mục Võ nghĩ rằng trong những ngày sắp tới, Hiệp Mục Võ và một số quý đồng hương sẽ đóng góp với nhau để mà làm chuyện này, để mà chúng ta có thể làm một cuộc gây quỹ rất là thành công trong cái việc này. Thì Hiệp Mục Võ cũng sẽ thông báo trong những chương trình sắp tới, những ngày sắp tới, cái việc gây quỹ nó sẽ diễn tiến như thế nào và Hiệp Mục Võ sẽ thưa lại với quý đồng hương. Dạ thưa anh. Cảm ơn dân biểu Hiệp Mục Võ. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin tạm ngưng chương trình hội thoại với dân biểu Hiệp Mục Võ ở đây để chạy một vài quảng cáo và chúng tôi sẽ trở lại. Kính thưa quý vị, chúng tôi trở lại
với chương trình diễn đàn cử tri và dân biểu Hiệp Bầu Võ. Thưa dân biểu Hiệp Bầu Võ, là trở lại cái vấn đề xây dựng đài tưởng niệm tại khuôn viên của Quốc hội tiểu bang, thì cho đến giờ này dân biểu có nghĩ rằng chúng ta có những cái phương thức nào để chúng ta có thể gây quỹ để cùng đóng góp với những người cựu chiến binh Mỹ để chúng ta có thể tìm đủ cái số tiền mà chúng ta hoàn thành cái đài kỷ niệm ở khuôn viên Quốc hội càng sớm càng tốt không? Dạ thưa anh Tiến, thì trong những ngày sắp tới đây Hiệp Bầu Võ sẽ thông báo cho quý đồng hương biết những cái chương trình gây quỹ mà Hiệp Bầu Võ đã có dự tính như thế nào. Và Hiệp Bầu Võ sẵn đây cũng xin kêu gọi tất cả quý đồng hương, những hội đoàn dân sự, những cơ quan truyền thông, truyền thanh, báo chí, cũng như hội đoàn quân đội và những cái đảng phái chính trị, Hiệp Bầu Võ sẽ kêu gọi hết tất cả đồng hương của chúng ta đóng góp mỗi người một tay, và chương trình gây quỹ như thế nào sẽ được loan báo trong những ngày sắp tới. Và thưa anh, thì đây là cũng là một cái công cuộc tốt, và đây để chúng ta, cái người Việt Nam của chúng ta, để tỏ cái lòng mà để mà cảm ơn lại những cái sự hy sinh của những người cựu chiến binh Mỹ đã giúp cho nước Việt Nam trong cái trận chiến Việt Nam vừa qua. Dạ thưa anh. Dạ, trong cái buổi hội thoại vừa qua thì những người tham dự cũng đã ngỏ lời trân trọng để cảm ơn cái sự đóng góp của dân biểu Hiệp Bầu Võ trong cái ủy ban ngồi cứu xét cái ngân khoản cho tượng đài. Thì được biết rằng dân biểu Hiệp Bầu Võ và một số các vị dân biểu trong ủy ban đó đã cố gắng để có thể yểm trợ cho ủy ban đó với những cái số tiền lớn lao như vậy. Thì trong tương lai nếu ủy ban gặp trở ngại, những người cựu chiến binh Mỹ và Việt Nam trong tương lai nếu còn gặp một vài cái trở ngại, thì dân biểu Hiệp Bầu Võ có thể nói chuyện với các dân biểu đồng viên trong ủy ban cứu xét đó để có thể giúp đỡ cho ủy ban đó hoàn thành những cái công tác càng sớm càng tốt hay không? Dạ thưa, đúng như vậy anh Tiến, thì theo anh Tiến và quý đồng hương cũng biết là tiểu bang Texas hiện nay đang thiếu ngân quỹ, nhưng mà trong cái khóa họp vừa rồi tiểu bang đã dành riêng ra 500,000 để mà đóng góp vào trong cái tượng đài, là một cái sự thành công lớn cho cái tượng đài đó. Thành ra trong những ngày tương lai để coi cái cuộc gây quỹ như thế nào, thì chúng ta sẽ liệu trong những cái phiên họp tới để cho bù đắp cho nó đầy đủ, để mà có cái tượng đài đó sẽ được sớm thành hình. Dạ thưa anh. Cảm ơn dân biểu Hiệp Bầu Võ. Thưa quý khán thính giả của đài, đây cũng là một cái thành quả đáng kể mà chúng ta qua dân biểu Hiệp Bầu Võ đã tranh đấu và góp phần để có được một tượng đài kỷ niệm các cựu chiến sĩ Việt Mỹ trong cuộc chiến Việt Nam vừa qua, và để mà có thể thực hiện ở khuôn viên của Quốc hội tiểu bang Texas. Chúng tôi cũng mong mỏi sự góp tay và tiếp sức của tất cả các hội đoàn, đoàn thể, các thân hảo nhân sĩ, các vị lãnh đạo tinh thần, và đặc biệt là các hội đoàn quân đội, những người đã trực tiếp đóng góp và hy sinh xương máu cho đất nước Việt Nam trong cuộc chiến vừa qua. Và nếu quý vị có cần liên lạc, xin liên lạc thẳng với văn phòng dân biểu Hiệp Bầu Võ ở trong khu tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ ở trên đường Bel Air.